lỡ chọc giận đội bạn, Trâm Anh bị Nam Anh chăm sóc nhiệt tình, nhưng không vì như thế mà làm Trâm sợ, trái ngược lại Trâm quyết định san lại Nam Anh. Ở cấp độ đầu ích khi rất mạnh ở khoản spam chiêu 1, mình càng chạy nó càng ném ghét nên Trâm đập thẳng mặt luôn. Út, vấn đề chỉ được giải quyết khi mình biết đối mặt với nó, chứ không phải chỉ biết trốn chạy, đó là Trâm ngôn thứ nhất. Pha này thì nó thấy mình yếu, tốc biến chiêu 2 vào Trâm để spam, Trâm vẫn chạy. Nhưng quay lại ném mặc trượt mất, suy ra Trâm ngôn thứ hai. Nếu mà mình dám đối mặt với vấn đề nhưng thực hành sai cách thì vẫn không thành công. Pha này thấy dưới đông, Trâm xuống xử đẹp luôn hai thằng. Xong bỗng dưng có một thằng thứ ba xuất hiện lấy đi mạng của Trâm, xuất hiện Trâm ngôn thứ ba. Trong cuộc sống, khó khăn này qua đi thì khó khăn khác sẽ ập đến, đừng vội mừng. Tim bạn kiểu trực chờ để ghim mình vậy, ngoài kia nguy hiểm quá người ơi. Lần này mít bạn định ghim chiêu 2 vào mình, ai dè Mina đi trước nó túm đầu lại, chết mày nha con. Trâm xịt, bị đẩy, Trâm vẫn xịt, e su tốc biến thoát, gấu nhảy vào, Trâm dồn luôn, vẫn còn đâu đó lời mít bạn bên tai. Một người chạy, hai người dí, nhưng mục tiêu mình nhắm vào đứa có sát thương cao mà xịt, khỉ thấy thơm chạy theo ăn ngập mồm luôn, khi mà khỉ chết thì thêm cũng về gặp ông bà. Trâm ngôn 4, chúng ta không cần quan tâm đến bọn ruồi muỗi xung quanh cản trở, mà chỉ nên chú ý tới những đứa ngang hoặc trên cơ với mình. Đỡ đòn bu quanh thì luôn xịt đứa chủ lực phía sau. Có thể mấy bạn sẽ thắc mắc tại sao game này mình không lên ngọc mà lên mặt nạ Bezit. Tại vì có thằng Thên, cái mặt nạ này nó cũng dạng tương tự như sách ấy. Nó kéo dài 3 giây khi dính chiêu nên làm thằng Thên chậm hồi máu. Có thể mấy bạn không tin vào đấu luyện thử sách với mặt nạ này nó giảm hồi máu của Thên nhiều hơn cả sách. Mình không biết đây là lỗi hay là tính năng. Test ở thằng Thên thấy ok, còn đứa khác chưa rõ nha. Pha này thấy khỉ rồi mình định úp nó luôn, ai dè nó dồn không kịp bật cả ulti, đau đớn vãi ra làm câu thứ 5 xuất hiện trong đầu. Cái sai lầm nhất của con người mới thành công là quá chủ quan, quá tự tin. Tầm này thì thằng cứt gà này làm gì được, ăn quả chiêu 2 tốc biến gọi mẹ. Gỡ con mắt cái mà nó ra gõ mình kìa, lợi thế ăn tà thần luôn nha. Vì khỉ rất xanh nên mình lên gươm hiền chiết, món này mình thấy nhiều bạn hay dùng, nó là xuyên giáp phép tối đa nhưng tăng dần khi dồn chiêu, nhưng mà mình thấy nó không ngon tại vì hai yếu tố, nó tăng thêm xuyên giáp mà phải thích tầng, nên lúc cấu rìa chiêu không phát huy lượng đam cao nhất. Thứ hai, công phép món này được 140, còn trượng hỗn mang với xuyên tâm 180, tăng xuyên giáp mà giảm công phép nên không ứng lắm. Xưa nó có nội tại hay hơn là làm giảm giáp phép, có nghĩa một thành viên lên nó cũng sẽ lợi cho đồng đội có sát thương phép trong team, chứ giờ xuyên giáp thì chỉ cái đứa lên có lợi. Pha này gấu nó dụ mình tới để khỉ bắt, bọn này hồn nhiên ngây thơ vãi. Vừa thấy gì không, ném trúng chiêu 2 mà mít bạn vẫn chạy ra được, có nghĩa ta cần trượng băng để trị bọn này. Rồi tim lại ra đi, nó cũng xảy ra một viễn cảnh như lúc đầu là dí Trâm. Chết một lần rồi chưa sợ,
ba thằng bắt mà hai thằng hấp hối một thằng chết, đủ hiểu thế nào mà nó xanh chứ phải phế đâu. Có trụ băng rồi, ăn chọn chiêu 2. Tốc biến liền, điều nó cũng không thoát được ulti Maloc khi hết tốc biến. Lên ăn tà thần. Canh kèo Esu nó ăn hôi. Mít bạn ngáo ngơ bị làm chậm liền. Đấu với Iggy thì mấy bạn có thể lên trượng băng hay trượng bùng nổ gì cũng được. Ví dụ trượng băng thì níu chân để giết, bùng nổ thì xịt cái chết luôn, nào cũng có điểm mạnh. Vậy là trận đấu cũng dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem và nghe những châm ngôn mỏm của Trâm Anh nhé.